em tính cái chỗ này bao nhiêu? Em bảo bao nhiêu? Đây, chỗ thịt này đây đây em tính 20.000 một xiên, còn cốc trà đá là 25.000 một cốc. Cái gì đấy? Tổng cộng là 150. Cái gì đấy? Nào em có vấn đề không? Anh lại em đây, anh gọi trà đá thì 25.000 một cốc. Đắt lắm là gì? Đắt lắm là 5.000 một cốc. Não à? Thịt xiên anh cho là đắt đi là 10.000 một xiên, mà em dã bọn anh tận 20.000 một xiên với 25.000 cốc trà đá. Ngoài kia nhá, 5.000 một xiên này nhá, 5.000 một cốc này quá đáng lắm rồi, 5.000 nhá. Lấy 25.000 một cốc là sao? Nếu mà các anh là người bình thường thì em tính giá bình thường. Thế bọn anh không phải là người bình thường à? Các anh ngồi ở đây, các anh soi em từ đầu đến chân, xong rồi bình phẩm em này nọ các kiểu. Bình phẩm gì? Bình phẩm cái gì? Đấy rồi, bình phẩm cái gì? Tao ngắm mày từ hồi nào? Hả? Em nhìn thấy bọn anh ngắm em từ hồi nào? Lại chả hai ông ngắm tôi từ đầu đến đít làm gì nữa? Thế bây giờ thì em đẹp thì bọn anh ngắm có làm sao đâu, mà bây giờ em tự nhiên em tính thêm phí vào nước, tính thêm phí vào thì xiên là như thế nào? Cho em tí phí bổ mắt chứ. Bổ mắt thì làm gì đã được bổ tí nào? Đã được tí nào vào mồm đâu mà bổ. Nhìn thì bọn anh nhìn em cũng như nhìn các cô gái khác ngoài đường gì đâu. Đẹp thôi, thì bọn anh nhìn chứ chả nhẽ thì... Thôi tính em tí phí bổ mắt chứ làm sao mà... Phí gì nhưng mà nó đắt. Bổ đấy, tao đã bảo mày rồi. Tao đã bảo mày rồi, nó uống trà đá đầu kia có 3.000 một cốc thôi. Mày bỏ đây có con bé nó bán trà đá xinh lắm. Ra đây uống trà đá, đây xinh đây. Tiền đấy ông trả nó đi, đây. Không có tiền. Bây giờ nhá, tao chỉ trả 5.000 một cây này thôi nhá. 5 là 25, 25 là 35.000 nhá. Đủa hai anh nhìn rõ là sang chảnh mà. Đúng 35.000, không thì lấy thôi. Sang chảnh cái gì, sang chảnh em bán đúng giá. Tôi tự nhiên ra hai thằng anh nó thấy bọn anh đẩy ý em nên bắt đầu là chém một căng cực. Rõ là nhiều nữa chứ mà. Trả thêm cho người ta. Thì khổ nỗi đi, nhìn em xinh thì bọn anh chả xoay à. Người không ra người, ngượng không ra ngượng. Nè 100. Không lấy đi, thôi tao lại xin lại. Được không? Đấy, tôi nói tấm này là... Tự nhiên... Thôi 65.000. Giá lại mấy chục em ạ. Em tính đúng giá này thôi nhá. Ví dụ như là thịt xiên này bây giờ bình thường em lấy cũng chỉ khoảng tầm vào khoảng tầm 6-7.000 một xiên. Cốc trà đá lại 3.000 một cốc thì em ôi, tính... Cho hẳn 10.000 cái này 10... Thấy bọn anh lên xôi bắt đầu nó cứ... Đi đo đi kia. 60-70. Em bán thịt xiên nó kèm theo ấy không? À, kèm theo bánh bao không? Kèm theo bánh bao không? Em bán thịt xiên em không bán bánh bao nhá. Tưởng em bán bánh bao nhất. Hai ông cứ trêu tôi như thế xong rồi lại còn... Em đi khách không? 200 nhá. Này, thích không? Ôi, nước điếu, nước điếu. Nước điếu, ôi, hôi lắm em ạ. Lại cái chỗ kia đã hôi rồi, nước điếu đổ vào còn hôi hơn em ạ. Tối nay đồng ý đi chơi nếu, anh. Nếu mà bán bánh bao, nếu mà bán bánh bao anh mua mỗi bánh bao 2 lít. Tròn 100 là đẹp rồi đấy nhá. Này bán đi bánh bao nhân lạc không? Không treo nữa. Nhân sữa chua. Nhân sữa chua. Nhân sữa chua. Anh bảo đừng đi bán trà đá nữa. Đừng đi bán trà đá nữa. Em bây giờ chỉ được làm gì? Em chỉ ngồi trên xe anh thôi. Cho anh chở đến các nơi mà đàn ông nó hay đi lại ấy. Em bán bưởi cho anh. Em bán bưởi cho anh, mỗi lần nhìn bưởi 200.000 quả. Mỗi lần bà nhìn bưởi là em cứ tính cho anh là 50.000 thôi. Một ngày em thu tiền triệu. Bán làm gì ở đây, bán làm gì mấy cái thịt xiên này, mấy cốc nước này nó ám mùi nó hôi hết người. Đi cùng anh giờ được bao nhiêu? Lúc nào em cũng ở trong nhà nghỉ thơm tho sạch sẽ, được chưa? Thế các anh nói xong chưa? Xong rồi. Xong rồi các anh về hộ em cái thế để cho em còn lấy hàng nhá. Trả lại không? Thôi, 100 này đừng đẹp cho con gì đã còn đòi trả tiền lại nữa. Có mấy chục cái đòi. Tiền đòi. Có phải 5 mít nhá. Ai mua bưởi đây? 35.000, còn 65.000 trả lại. Bánh bao này. Đi về hộ em cái lên cả. Ai mua bưởi đây? Ai mua bánh bao này? Đi về bánh. Để cho em người ta có hàng nhanh. Uống là gì mất lít. Nói sau nhá mọi người. Bên sau là hẹn gặp em chứ. Goodbye, see you again. Không hẹn gặp lại nhé. Đóng quay lại.